Trước khi tiếp tục ký chương 36, Bezaleel, Oholiab và các người khôn khéo, tức là người Đức Giê-hô-va đã phú cho sự khôn ngoan và sự thông sáng, đặng làm các công việc định dùng về việc tế lễ nơi thánh, đều làm mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã phán dạy. Vậy Mô-xê bèn gọi Bezaleel, Oholiab và các người khôn khéo mà trong lòng họ Đức Giê-hô-va phú sự thông sáng, cùng các người có lòng cảm động, xuôi mình đến gần đặng làm công việc. Trước mặt Mô-xê, họ thâu các lễ vật của dân Israel đã đem đến để làm các công việc định dùng về sự tế lễ nơi thánh. Nhưng mỗi buổi sớm mai, dân sự lại đem đến lễ vật tình nguyện nữa. Thế thì các người khôn khéo làm mọi công việc của nơi thánh đều tạm đình. Đến nỗi cùng đến cùng Mô-xê mà rằng, dân sự đem đến dư bội phần đang làm mà các công việc mà Đức Giê-hô-va đã phán dạy theo lệnh truyền của Mô-xê. Họ bèn đi rao từ trại quân rằng, bất kỳ người nam hay nữ chớ làm công việc về lễ vật của nơi thánh nữa. Vậy họ cấm dân sự không cho đem chi thêm nữa hết, vì đã đủ các vật liệu đang làm hết thải công việc, cho đến đổi còn dư lại nữa. Các người khôn khéo trong vòng những người làm công việc dùng 10 bức màn bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím đỏ điều đỏ sậm theo hình cherubim cực xảo mà dựng đền tạm. Mỗi bức màn đều dài 28 thước, rộng 4 thước, các bức đều đồng cỡ nhau. Họ kết mỗi 5 bức màn dính lại nhau, thắt vòng bằng chỉ tím nơi triên của bức màn thứ nhất ở đầu bức nguyên, và cũng làm như vậy cho triên của bức màn ở nơi chót trong bức nguyên thứ nhì. Họ thắt 50 vòng theo triên của bức màn ở đầu của bức nguyên thứ nhất và 50 vòng theo triên bức màn ở chót của bức nguyên thứ nhì, các vòng đối nhau. Đoạn chế 50 cái móc bằng vàng móc bức này với bức kia để cho đền tạm kết lại thành một. Cái đó họ dùng lông dê kết 11 bức màn để làm bông trên đền tạm. Bề dài mỗi bức màn 30 thước, bề rộng 4 thước, 11 bức màn đều đồng cỡ nhau. Họ kết 5 bức màn riêng ra và 6 bức màn khác riêng ra, thắt 50 cái vòng nơi trên bức chót của bức nguyên thứ nhất và 50 vòng nơi trên bức ở đầu của bức nguyên thứ nhì. Làm 50 cái móc bằng đồng, móc bức bông hiệp lại thành một. Họ cũng làm cho đền tạm một tấm lá phủ bằng da chiên đực nhuộm đỏ và một tấm lá phủ bằng da cá nược đắp lên trên. Họ dùng bán bằng cây si tim làm cho vách cho đền tạm. Mỗi tấm ván 10 thước bề dài, 1 thước rưỡi bề ngang. Mỗi tấm có 2 mọng liên nhau. Cả ván đền tạm đều làm một cách. Vậy họ làm ván cho đền tạm 20 tấm về phía nam. Dưới 20 tấm làm 4 lỗ trụ mọng bằng bạc. Dưới mỗi tấm có 2 lỗ mọng để chịu 2 cái mọng. Họ cũng làm 20 tấm ván ở phía bắc đền tạm và 4 chục lỗ mọng bằng bạc. Dưới mỗi tấm có 2 lỗ mọng. Về phía đằng sau của đền tạm, tức là phía tây, họ làm 6 tấm ván. Và về 2 góc sau thì làm 2 tấm ván. 2 tấm ván góc ra khít với nhau từ dưới chí trên bởi một cái khoen ở nơi đầu. 2 góc hai bên đều làm như vậy. Thế thì có 8 tấm ván và 16 lỗ mọng bằng bạc. Dưới mỗi tấm có 2 lỗ mọng. Họ làm 5 cây xà ngang bằng gỗ si tim cặp mấy tấm ván về phía bên này của đền tạm, 5 cây xà ngang khác về phía bên kia và 5 cây xà ngang khác nữa về phía sau đền tạm, tức là phía tây. Họ làm cây xà ngang giữa đặng lòn qua thân giữa các tấm ván từ đầu này đến đầu kia và bọc vàng mấy tấm ván. Họ làm các khoen của ván bằng vàng, đằng xỏ sàn ngang qua và bọc vàng các cây sàn ngang.
Họ lại chế một bức màn bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai đậu mịn, theo hình cherubim cực xảo. Rồi làm bốn cây trụ bằng gỗ si tim mọc vàng, cùng đinh bằng vàng, đúc bốn lỗ trụ bằng vàng cho mấy cây trụ nó. Họ cũng chế cho cửa vào trại một tấm màn bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai đậu mịn. Ấy là một công việc theo thùa. Họ cũng làm năm cây trụ cùng đinh, rồi bọc vàng trên đầu trụ và các cây nuông. Còn năm lỗ trụ thì bằng đồng.